với chủ đề Mừng Đảng Quang Vinh, Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Chương trình nghệ thuật đón Tết cổ truyền Giáp Thìn năm 2024 sẽ diễn ra trong thời gian từ 20h30 phút đến 22h45 phút tại Quảng trường Nhân dân huyện Nậm Nhùn, cùng các tiết mục nghệ thuật vui tươi chào đón năm mới, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và màn bắn pháo hoa hứa hẹn sẽ đem đến bầu không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi cho nhân dân các dân tộc trong huyện đón Tết cổ truyền Giáp Thìn năm 2024. Chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024, tạo khởi đầu tốt đẹp việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2024 của huyện và những năm tiếp theo.